Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình, và ngày hôm nay sẽ đi trải nghiệm team quốc dân 200 tỷ. Cái đồ mình sử dụng sẽ là 4213. Tiền đạo sẽ là Lewandowski 21U+5. Hai biên sẽ là Son và Nedved mà mùi cáp cộng 5. Tiền vệ tấn công CM sẽ là Rudgulit cáp cộng 5. Tiền vệ phòng ngự sẽ là Balak và Rijkaard. Balak hay là cáp cộng 5, còn Rijkaard hay là BTB cộng 5. Bộ tứ vệ sẽ là Mojica TB cộng 8, Van Dijk 21U5 và Rudiger 21U5 và Touré TC8. Thủ thành sẽ là Courtois, Motor S. Thường rất cao nha. Thường mình thấy là lúc mà lên lương 220 như thế này thì anh em thường đập vào hậu vệ và thủ môn. Ở đây còn số ngân hàng nữa anh em xem qua nhé. Giờ sẽ là chiến thuật đội và chiến thuật đơn. Đây rồi. Ồ, xong. Quá nhẹ nhàng rồi. Nhiều phương án quá. Cũng như nét vét vậy. Quá là giản đơn cho nét vét. Oh. À lát. Không quá rồi. Đường chọc khe quá tuyệt vời của Gullit. Quá đơn giản. Gullit trận này như bị Reuner nhập đó nha. Đây rồi. Đối thủ có lẽ đã vỡ trận rồi. Đổ rồi bạn ơi. Nên là quen cái việc là không có thay ai cả.
hết trận là nhào vô chơi tiếp thôi. Chết này, lên với tôi. Ui mạnh quá. Thôi lộ rồi bạn ơi. Vu lết. Tưởng đâu anh phụ lòng nét vét chứ. Đang chấp rất tốt của Touré. Ba lát. Lewandowski. Quá nhẹ nhàng. Ơ vào á. Ảo ma Canada. On. Tốc độ của Son. Nét vét. Team đội bạn toàn cộng 1 mà leo lên thách đấu luôn á. Yeah. Và đó là những trải nghiệm của mình đội hình team quốc dân trị giá 200 tỷ BB. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhớ nút subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.